Hey, hello anh em à, thì hôm qua mình kiểm tra con tướng mới Sài Gòn đại đế thì hôm nay sẽ làm cái video tổng quát lại để nói về cho anh em biết những cái gì mà anh em nên cần biết với cả là nói uh, khi mà dùng con tướng này thì lên dùng với những con tướng nào cho hợp lý thì uh, trước hết là nói về cái skill đầu tiên của nó đi thì cái skill đầu tiên này ấy, thì mỗi lần ra là đánh được 5 lần 5 giây đánh được 5 skill đánh 5 lần thì được là 5 tầng hiệu ngày đế thì uh, rất là rất là rất là tốt Đúng không? Nghĩa là mỗi lần ra skill được 5 lần uh, hiệu nệ ấy luôn. Nghĩa là nếu mà ra skill này độ rầm uh, 2 lần thì sẽ được 10 lần. Cộng với cả skill của con tướng phụ nữa là có thể được lên đến 12 13 lần. Uh, nhưng mà cái skill thứ hai của con tướng sao quan đại đế này thì uh, nhiều tướng thì không dùng được, chẳng hạn như uh, dùng với con Freddy này thì không dùng được này. Thì tại vì uh, cái skill của nó là gây thêm sát thương, gây thêm sát thương chứ không phải gây sát thương anh em ạ. Ok thì dùng cái phễ đi không được này ở c cũng không được ở c skill thứ ba là 10% phần trăm gây sát thương bổ sung liên tục trong 3 giây là không dùng được với ở con sargon nhưng mà skill cổ quan skill thứ bốn năm 50% phần cơ hội, trăm cơ hội gây thêm sát thương một nghìn thì dùng được nghĩa là khi cái này nó nó gọi là có hiệu ứng cái này nó xảy ra thì được thêm một cái hiệu ứng đại đế ở a dùng cũng được này Alex à, like skill thứ hai mười phần trăm gây sát thương hệ số sát thương một nghìn bảy trăm là khi cái skill này nó xảy ra thì cũng được thêm một cái hiệu ứng đại đế dùng cũng khá là ổn uh, theo rose circulation này uh, thằng thằng này thì uh, cái skill thứ bốn là dùng được luôn uh, vừa dùng được uh, thêm được một hiệu ứng đại đế mà vừa ra được skill nhanh hơn tại vì cái này mà dùng uh, tài lăng uh, uh, tài lăng kỹ năng ấy thì uh, được cái cái hồi sinh thì lại được thêm được 60 cái uh, sức mạnh phi thường nữa dùng khá là ổn thế là nói về cái skill thứ uh, thứ hai là một vài tướng là dùng được và một một vài tướng là không dùng được một vài tướng khác ok uh, cái skill thứ hai nữa là nếu mà tướng của bạn mà đánh được nhiều mục tiêu chẳng như là uh, nếu mà như con quan chẳng hạn nếu mà anh em mà dùng quan với cả sagon hoặc là dùng uh, cpu với cả sagon chẳng hạn mà con quan cái skill đầu tiên ấy nó đánh được ba đạo thì cả ba đạo quân đó đều bị dính hiệu ứng đại đế một một lần một tầng à, nếu mà anh em dùng với con ysg chẳng hạn nếu mà dùng sargon với ysg chẳng hạn à, ysg đâu rồi mà ysg đánh 5 đạo một lúc thì cả 5 đạo dính hiệu ứng đại đế luôn thì cái này cũng khá là khá là tốt cũng không phải là không phải gọi là cực kỳ đỉnh đỉnh mọi người có vẻ hơi kiểu hơi hơi hơi, kiểu hơi bị điên cuồng thì anh nghe thấy bảo đánh được nhiều nhiều đạo thì các gì con này đâu con như kiểu con um, con hàng vũ đâu hàng vũ đánh được ba đạo một lúc là được ba phần giảm ba phần năm thủ luôn mà cái quan trọng là cái hiệu ứng đại đế thì nó lâu tại vì nó 10 giây liền mà nếu mà đánh được nhiều ông đánh được thêm thì nó cứ thế là 10 giây nó cứ giữ mãi đến khi nào mà nó hết mới thôi thì cũng khá là khỏe không phải nói điêu nhưng mà mọi người không phải Điên cuồng với cái này thì quá anh em ạ. À. Bình thường thôi, bình thường thôi anh em ạ. À. <laughs> à, khá là khỏe à, mọi người ạ. À. Ok, đấy là gọi đánh nhiều đối tượng. À, tôi kiểm tra gì nữa nhỉ? À, cái đấy là Ờ oh, cái thứ cái thứ tiếp theo nữa là nếu mà anh em không mở cái skill thứ 4 này ấy. Nếu anh em không mở cái skill thứ 4 này ấy, thì nếu mà anh đánh anh em anh đánh một mình thôi ấy thì giữ được 10 tầng là liên tục luôn nghĩa là 10 tầng uh, hiệu ứng đại đế nghĩa là không bao giờ hết nghĩa là cứ đến cứ mỗi lần nó đánh ấy, thì nó mỗi lần nó thêm một hiệu đại đế ấy, thì nó, nó nó lại trở lại thành 10 giây cứ thế đánh 10 giây thôi thì mãi mãi 10 giây à, đúng không nhỉ cái đó là cái tôi cần nói tiếp này <laughs> tôi quên tôi không biết nói gì nữa rồi, mọi người à, thì như cái đấy là những cái anh mọi người cần biết đúng không đầu tiên là cái skill đầu tiên là là được 5 hiệu ứng đại đế này à, cái skill thứ hai là đánh nhiều đạo là được cũng như các nhiều đạo được bị hiệu ứng đại đế luôn này nếu à, mà cái skill thứ bốn mà không mở là hiệu ứng đại đế là mãi mãi này <laughs> là ba mươi phần trăm ba mươi phần trăm tăng kỹ năng sát thương liên tục luôn à, nếu mà anh em mà dùng con Sargon này với cả con Thomas ấy cùng kiểu là có hiệu ứng cùng nhau ấy thì khả năng là lên tới được là 80 90 phần trăm là bị tăng gọi hiệu ứng là tăng kỹ năng uh, uh, sát thương đúng không để tôi nhìn lại tôi tôi đọc cho nó rõ mọi người tôi lâu rồi tôi cũng tiếng việt của tôi hơi bị uh, lệch lạc anh em ạ gọi là gì nhỉ uh, thiệt hại kỹ năng phải chịu anh em ạ thì, thì, cái, thiệt, thì cái thiệt hại kỹ năng phải chịu này phải có cái khả năng lên tới được tám mươi chín phần trăm nếu mà dùng với Tomris thì tôi có cái bản uh, báo cáo đây À, tôi dùng có đợt tôi dùng cái con Tom Riz đây Đó. thế là Tom Ritz, uh, bản báo cáo của Tom Ritz tôi đâu nhỉ thế là tôi không ở đây giữ lại anh em à, con Tom Ritz của tôi thì nó không phải là quá là khỏe nên là nó chỉ được ở 42 uh, 45 phần trăm thôi nhưng mà nếu mà anh em nào có Tom Ritz khỏe mà lên được 15 tầng ấy 15 tầng của Tom cộng với cả 10 tầng của đại uh, của Sài Gòn nữa là lên đến 80 90% là chuyện bình thường. <laughs> Và nếu mà đi cùng với cả cờ nữa ấy. Tại vì cờ skill của nó là gọi là ờ uh, cờ đâu à? Ờ uh, cờ nữa ấy. cờ mà được uh, tăng sát thương phải chịu kỹ năng lên đến 35% nữa ấy. Thì cái này là kỹ năng hoạt động. Còn cái uh, hiệu ứng kia là kỹ năng thụ động nên là nó nó chồng lên nhau được. Thì có khả năng là lên được lên tới được 120 130% để tăng uh, kỹ năng uh, sát thương anh em ạ, à. <laughs> khá là khỏe, à. khá là khỏe. Nếu à. mà anh em mà cầm đủ tướng đi mà xuông thì chắc là không biết được đâu mà không biết đâu một lần mọi người ạ. À. Tình hình này, các boss mà xuông cờ chắc cờ toàn. <laughs> à, thì cái đó là những cái tôi cần anh em nói để anh em biết à, sau khi mình kiểm tra à, để tôi nhìn lại cái cái mục kiểm tra tôi tôi, tôi nói nói gì nữa ông nhỉ? cái mục tôi thích rồi em là đem nào. Uh, đi với John cũng được này, đi với John thì cũng được tăng thêm hiệu ứng đại đế anh em ạ. Tại vì John đi skill hai lần. Uh, à, cái nữa là cái nữa là nếu mà anh em mà đánh uh, như kiểu tôi ấy, mà kiểu đánh muốn đánh thử uh, không mở skill thứ bốn này. ấy Cái quan trọng là nếu mà có thằng khác ở cùng clan hoặc là Ngày thằng nào đó mà nó cũng dùng Sargon ấy. Nếu mình có 10 10 10 hiệu ứng đại đế rồi ấy mà có thằng khác nó có cái skill thứ 4 này nó mà chạm vào con mình đang đánh ấy chỉ nó mất 10 10, 10 hiệu đứng đại đế, 10 cái hiệu ứng đại đế anh em ạ. Thì cũng có vẻ là hơi hơi bị bất ổn nhưng mà tôi sẽ dùng thử. Tôi sẽ dùng thử để xem như thế nào. À, cái tiếp theo nữa là cái lượng nói là nếu mà hai thằng uh, sao quan đại đế hoặc là ba thằng sao quan đại đế này mà đánh cùng một đối tượng ấy thì đối tượng đó sẽ bị hiệu ứng nhân lên hai lần, ba lần nếu mà bốn thằng thì nhân lên bốn là nghĩa là bốn là một giây năm là một giây nếu mà nhiều thằng đánh một lúc thì hiệu ứng đại đế tăng lên rất là nhanh à, khi đánh uh, nhiều đối tượng ấy dính luôn nên là tăng hiệu ứng đại đế khá là khỏe thì cái đó là những cái tôi cần nói để cho anh em biết à, thì uh, nói về cặp tướng ấy lên dùng cặp với cặp tướng nào ấy. thì uh, các anh em cần khi mà đi gặp tướng ấy em cần nên biết là nếu mà anh em mà để để tôi tăng cái hình này lên nhìn cho rõ anh ok cái này là khi mà anh em đánh với có nghĩa anh em biết là có hơn 10 thằng có cùng sa gòn và cái bên này là đánh khi mà anh em biết là có ít hơn 10 thằng có sa gòn anh em ạ nếu mà anh em biết là có hơn 10 thằng đều có sa gòn ấy thì quan cả sa gòn khá là khỏe quan Sagon, sa Sagon Đầu tiên tôi sẽ nói đứng đầu là Quan Sagon vì Guan skill thứ 4 dùng được với Sagon. CPL đứng sau một tí tại vì CPL skill thứ ba không dùng được. Là CPL thì cái, cái là khỏe khỏe hơn một tí. Thì sống dài uh, dai hơn. Nhưng mà Guan nếu mà đủ đồ ấy đánh cực khỏe luôn. Guan Sagon ở đầu rồi, CPL Sagon thứ hai tại vì đánh AoE rất là nhiều. AoE nhiều thì nhiều thằng đều, bị dính cái, cái hiệu lại đế cùng một lúc mà nó giữ được lâu. Nhưng mà quan trọng là phải phải đủ người. Uh, tiếp theo là đứng thứ ba là Hero với cả Sagon. À, thứ, thứ thứ tư là Sargon Mermet, Sargon OSG Alex Sargon George Sargon với cả Richard Sargon à, cuối cùng à, nhưng mà khi anh em đánh mà kiểu lại rất là ít người cầm Sargon ấy, hoặc một là khi anh em ở Kingdom uh, ít người chẳng hạn này anh em đánh uh, ít đánh kiểu là đánh ít người online chẳng hạn này đúng không thì Hero Sargon là đầu tiên à, đứng đầu tiên ở Queen Sargon là thứ hai tiểu sa ở thứ ba, sa còn mơ ở thứ bốn, sa còn ysg ở thứ năm, sa còn ở thứ sáu, Charles sa ở thứ bảy, Richard sa ở thứ tám, thì anh em phải tùy thuộc vào khi cái đội hình, những người chơi cùng với anh em như thế nào, thì anh em phải biết, thì anh em chọn tướng. À, với mình ấy, thì mình sẽ dùng hero sa tại vì hero sa ra skill rất là nhanh. À, thì đây cho anh em xem đây, thì nó tăng tầng, nó tăng cái tầng, tầng hiệu ứng khá là nhanh. trẻ như mà đây là con quan với con sa của tôi nhé em em anh em đi đến lượt 20 chẳng hạn. Thì lượt 20 là tôi có thiệt hại kỹ năng đến 24% thôi. Đây là nếu mà dùng Quan mấy cả Sài Gòn dùng đồ giống nhau luôn. Nhưng mà nếu mà anh em mà dùng kiểu Hero Sài Gòn chẳng hạn. Mà anh em nghe đi đợt 20 ấy. Thiếu lên đến 30% rồi. Nghĩa là nó tăng lên nghĩa là cái khả năng hiệu đệ đến nó cộng vào một đạo binh nó một đối tượng đang đánh ấy, nó nhanh hơn thì tôi dùng con này ấy, thì tôi uh, tôi thích kiểu tập trung vào một đạo đánh một đạo hơn là kiểu đánh nhiều đạo mà heo được cái là nếu mà bị xuông lõng đánh được AOE luôn không phải anh em lại bảo là heo không đánh được AOE mọi người mà bị, uh, khi mà bị khi mà bị xuông ấy ở à, đâu rồi cái skill thứ một anh em ạ. skill thứ một này nếu không bị bao vây đội quân do chỉ huy này dẫn đầu sẽ gây sát thương trực tiếp cho mục tiêu hiện tại 1200 nếu bị bao vây đội quân sẽ gây sát thương trực tiếp cho tối đa ba đội quân trong vòng một vòng tròn luôn một nghìn năm trăm nghĩa là đánh lên, lên hiệu ứng đại đế cực nhanh và có khả năng đánh nhiều đối tượng luôn nghĩa là với mình mình thích con này nhất là mười thằng hơn mười thằng hoặc ít mười thằng cũng thế mình thích cầm con này đánh là mình sẽ cầm con này đánh luôn nhưng mà cái quan trọng là khi cầm con này đánh với cả con sa gòn ấy thì con này có vẻ hơi bị gọi là hơi bị hơi bị yếu về chỉ số thủ thì anh em phải chịu khó dùng đồ khỏe anh em ạ thì uh, với con này nếu mà khi dùng với con Sargon ấy thì mình đặc biệt là mình cho tất cả đồ bộ binh khỏe nhất của mình cho con này luôn uh, cái sừng là chắc chắn là phải có rồi trước sừng là phải có để cho cái hiệu ứng đại đế nó lên nó nhanh uh, với cả anh em mà có đồng xu ấy thì cho cái đồng xu vào tại vì nó chống được xuông mà lại được khiên được khiên thì dùng khá là tốt với cả con sao con nếu ừ, mà anh em để ý ấy, nếu mà sao còn mà khi bị xuông mà có khiên ấy, nếu mà có expertise ấy, thì uh, được uh, được cộng thêm Hiệu lệ đế ok anh em expertise rồi uh, khi đội quân bị trúng đoàn tấn công bình thường có xác suất 50 trăm cây hai cộng ứng dồn hiệu nghệ đế là một mục tiêu mà nếu kỹ năng này được kích hoạt khi đi, khi đội quân của mình có nhận khiên ấy, thì xem được một hiệu lệ đế nữa khá là ổn uh, nhưng mà phải phải lên expertise anh em ạ uh, nhưng mà dù sao thì cho cái cái, cái đồng xu vào thì chống bị uh, chống bị khá là tốt thì sống lâu hơn nhé yeah, anh em nhé. Yeah. Thì anh em nào mà có đồng xu dùng đồng xu thôi. Không có đồng xu thì dùng uh, thì dùng cái khác cũng được, dùng cái uh, uh, vĩnh vinh quang vĩ đại nhất cũng được hoặc là dùng cái uh, chức nhẫn có chức nhẫn thì dùng chức nhẫn anh em ạ. Ok. Thì những cái này những cái mình cần nói để anh em biết. Uh, anh em nào có ý kiến gì khác thì uh, xin comment phía dưới nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye